Chồng con bảo là vợ ơi, vợ nghe gì đấy? Thì con bảo là nghe bài giảng của cha Năm. Xong chồng con bảo là chứ thôi vợ mở nhỏ đi cho anh ngủ. Thế là con cứ nghe mấy hôm thế. Xong chồng con một tuần sau chồng con bảo là chứ mở, vợ mở to lên cho anh nghe. Thế xong chồng con nghe, chồng con bảo là ừ hay thật, cha giảng hay thế. Thế là chồng con mới bảo là chứ thôi anh đi đời nhưng mà anh chả có chỗ nào tin tưởng vào để phó thác những lúc buồn vui thì thôi anh chọn một đứng tối cao để anh phó thác vào. Thế là chồng con chủ nhật nào cũng đưa mẹ con đi lễ, thế mà tối nào cũng cùng mấy lại mẹ con cầu nguyện lòng Chúa thương xót là ơn lớn nhất trong đời của con vui mừng quá cha. Hallelujah. Hallelujah. Vậy là con có đạo không? Dạ con có đạo ạ. Con là người đạo gốc ạ. Nên là con là chồng con thì là người ngoại đạo. Con lấy chồng 11 năm. Con vui quá cha ơi. Bây giờ con cũng vẫn vào đây con tạ ơn Chúa tại mỗi lần con nghe tín thác là con lại nhắn tin cho cha là bảo là cho chồng con biết được đến Chúa. Là may quá chồng con lại biết được đến Chúa là con vui quá. Con vui quá. Vậy nó nói từ cái trái tim của nó, nói từ tấm lòng. Cái niềm vui của những người mà thấy rằng chồng mình được ơn như mình, được nhận biết Chúa, còn vui quá. Còn Giê-xu còn vui quá. Con vui quá. Đến đây mọi người cũng cảm nhận được rằng con mà lên với cao lên con to lên con mày lên con đấy. Anh chị em phải được cái sự biến đổi như vậy, mình biến đổi rồi chồng mình biến đổi, con mình biến đổi thì thế giới này cũng sẽ biến đổi. Cái biến đổi của thế giới không phải là một cái biến đổi ao một phát, nhưng mà phải từ những hạt nhân. Dấu điểm tin mừng mình phải là một cái hạt nhân lòng thương xót, để sự biến đổi nó như vết dầu loang, nó cứ loang dần để biến đổi xã hội này, biến đổi thế giới này, để ngày mà giờ của lòng thương xót không còn nữa, giờ công thẳng của Chúa đến thì không còn ai bị ý.
không còn ai để ý. Mạnh lên, không còn ai để ý. Không còn ai để ý. Vì họ đã đón nhận lòng thương xót của Chúa rồi. Họ đã được biến đổi rồi, cho nên họ sẽ không bị ý. Họ sẽ không bị ý. Rồi, đây trai gửi tặng cho con cái máy này về, con gửi cho chồng con giống như cái cô lúc nãy nha. Để vợ chồng cùng nghe với nhau. Và đây là cái cây quạt giáo điểm tin mừng. Lúc nãy cô kia cô làm gì về, con làm gì con biết không? Dạ, con về con quạt cho chồng con. Để vợ chồng con đi cùng cầu nguyện với lòng thương xót Chúa. Với lại chồng con bảo nếu mà vợ mà có vào giáo điểm tin mừng làm chứng thì vợ xin cho anh cái ảnh về, nếu nhà mình làm nhà xong thì treo Chúa lên. Đây. 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 Nói đơn sơ nhỉ, thật là dễ thương. Vợ theo Chúa lên, đây cho luôn cả cuốn sách này. Xì kê ma tuy xin chưa, một lòng tin tha trong tay Chúa, xin Chúa thương gìn giữ trong mọi ngày. Mẹ là mẹ ngàn hoa, mẹ Chúa lòng thương xót, chúng con từ muôn phương quy tụ về giao điểm tin mừng, dâng lên mẹ ngàn hoa thơm sa hoa mến Chúa yêu người. Hoa núi rừng là màu hoa vàng, không kiêu sa nhưng rất khiêm nhường, như mẹ một đời xin vâng, xin vâng tin thác một đời. Mẹ là mẹ ngàn hoa, mẹ Chúa lòng thương xót. Sắc hoa mến Chúa yêu người, hoa phụng vụ là màu hoa đó, luôn đang xây việc Chúa mỗi ngày. Cho dù chiều thiên vào thân, ai chê cười mình vẫn yêu đời. Mẹ là mẹ ngàn hoa, mẹ Chúa lòng thương xót, chúng con từ hoa thơm ngát, nằm sang hoa bên Chúa yêu người.